Nhiều, đó là so với những bộ phim trước
trước Google mình sẽ không sợ bằng. Nhưng tới thời điểm hiện tại khi mà Lan coi thì ngoài cái việc là mình biết thêm nhiều câu chuyện diễn xuất của các anh chị, nói chung là phải chúc mừng chị Khả Như và con đã có một cái vai mà mình coi là thực sự là mình rất là nhớ, sâu sắc ha. Đúng rồi, khá là ấn tượng với người chị chung sân khấu của mình. Không phải là chung sân khấu mà khen đâu, nhưng mà thực sự là đem cái vai khá là khó với chị Như, bởi vì em thấy là có những cái phân đoạn nó khá là khó, có nghĩa là chị diễn một mình trước gương, sau đó rồi chị phải tự nghĩ là mình diễn với cái cảm xúc đó, và nhìn cái gương mặt của chị mình thấy là nó rất là hay, nên là mình coi cảm thấy là chúc mừng chị đã có một cái bài diễn rất là ấn tượng với quý vị khán giả. Vậy nhân đây mình hỏi luôn là trong phim là nhân vật bạn thích nhất là nhân vật nào? Tập trung để hoàn thiện các câu chuyện thôi. Thích nhất chị Khả Như. Và lý do thứ nhất là tại vì thứ hai là tại vì cái vai của chị Như, chị Như là cả đứa cái vai nhiều vai diễn trong thời gian ấn tượng với chị Như. Thật ra không thích câu chuyện đầu tiên của cô Mía. Và câu chuyện khiến cho Phong cảm động đó là câu chuyện cuối của chị nhà ngoại cảm của chị Phương Trang đó. Và thật ra câu chuyện thứ hai là Phong cũng cảm nhận được là bạn trực diễn rất là tốt trong cái vai của chú Hà. Nếu như chọn điểm cái 2 điểm 10, Phong cho bao nhiêu? Cho điểm cho 2 điểm 10. Phong cho 9 trên 10 nha. Ok. Rồi, okay, cảm ơn Phong nhiều. Cảm ơn mọi người. Phong ơi, mình đánh giá nào về vai diễn của Khả Như? Thật ra thì đây là lần đầu tiên mà Phong cảm giác là chị Khả Như lột xác qua những cái qua những phim mà chị đã đóng, thì phim này có lẽ là ấn tượng đối với Phong. Và chị Khả Như là Phong rất là bất ngờ với những cái tạo hình cũng như là đóng cảnh mà bị lột da mặt, tất cả mọi thứ rất là ấn tượng, và cảm thấy là mình phải học hỏi nhiều chị Khả Như rất là nhiều.